網就變咗話 Robin， 男人屌會零舍咧，因為時時大把錢使，唔使用我都隨時有雞啊！我個女人話女人屌話個個都可以順利生仔，唔使揾醫生睇，仲可以福利處拎得鞋仔、衫仔同埋襪仔。謝天謝地，根本做都根本做得。種新發明就係無痛穿刺啦！哇，穿刺唔痛啊，講你都唔信。好啦，今日大鄧仲穿就送出去。哎，你咪大隻都出嚟啱先貨。哎，大隻你過嚟。你过来过来啲，小姐小姐，过来嘛，都六几个，绝对冇问题嘅，系边个嚟噶？咁我有两个刀，我走，你见点样？嚟，阿杜，绝对等高瓜来刀。你跑得好快啊！就因这因哇，个头灵灵咗，个头碌碌嚟。成功啊！成功啊！成功！成功！非常之成功！大哥，我想嗌上嚟，我边有心动啊？大姐，我心动啊！咁啦，佢俾中毒到，佢要问都等佢少啦，见。今次同好多慈善机构筹钱，令你中队捐急电最足要个关注点，中队冇咁易入，睇咁易执到冇要电，冇啲电就讲，做啲电做啲嘢而到，冇钱嘅我唔会做嘅，咁多电都整烂到，木木。但系赢咗，因为你听咗啊，攞电图$1,000,000啦。你机会你讲多次，奶奶做个最好啦，第一，你今日买金啊，做第一电图电图都冇钱，都唔够使两个月，不为钱不够为人做事。因为睇到胆胆都可以俾晒你，电图都。我都唔講錢嘅，我哋都得佢都揾啲嘢定白咯。有冇搞錯啊？揾佢嚟睇阿強，見面都你睇阿強啊？係佢，幾撚咁瘦，乜撚嘢嚟？各位細佬，你嗱吉狗先照，過嚟過嚟，表哥嘛，過嚟過嚟，乖，唔係嘛？有冇搞錯啊？揾個野人嚟做隊友。做喺度得罪，叫佢去開野人批售，你哋咪淨係識得飲茶食飯，消耗能源，浪費生命，點同啫？卡冧嘢，根本係兩個世界嘅人，就算三個世界又點啊？咪又係人。点可以生嚟咁啦？有咩唔同啊？肤色唔同，卡咗啦，毛样，仲要呢？唔识打功夫，佢搣咗咁。仲有咧，肤色唔同，仲有咧，啊，甩样，唔识打功夫，佢搣咗咁。第二样啦，肤色唔同，诶，甩样咁样，黑掹掹啊，同佢拍档啊，吸咩拖嘢嘢啊？点过嚟？佢就喺度奇奇暗暗，究竟讲啲乜嘢？话你无能啊，攞人嘅不力啦，你大头咁准备是但啦，做你就得。我知咩長毛醫院，我長毛好驚啊！啊，是啦，嗰啲都咪受招。救星啊！肥佬，你講嘢啊？你嚟都對得佢，都賴佢。多嘢，你做幾多日人啦？我仲標你一陣上去，七支火柴方準備殺上有撚招。哇！知上嚟冚，今日先動手。嚟嚟，將森林做咗三年，又一支火柴都用盡啊！冧佢得香八足冧在，我諗啦，嗰啲細你都睇唔起人啊！隔佢咁樣，佢啲優點佢同佢打，多過曬你哋。優點佢也肯隔佢，冚盡落嚟啊！等落咁容易啦。如果今次唔贏，對唔住你三個老豆噶啦，衰仔。聽聽個女都話冚正，我隔佢啦。快啲，就望幾入冧啲，快啲。要測試嗰個黑炭嘅體能合格，局聽定幾個賭都跟佢咁啦。快啲。佢未玩過依副嘢，擺明黑佢啫。呢個最正嘅你，左正啦，冇問題。幾條幾支馬冇問題。你咪作大話。睇咁多，老大就立某阵盖呀，盖你呀，佢立应招老细人噶，举住呢呀，冇，得意偷生两样啦，好啲，好容易嘅啫，两样啦。喂，你唔好死定喎，你真系喊出嚟啊，喊出嚟啊，唔使咁紧张，好轻啫嘛，张嘢啫嘛，冇系吧？成嘅，阿阿叔，你做乜噶？你一叔收佢，对林都肚皮痛。喂，你做咩吓，力叔啊？喂，收林，呢边吓，同你讲几多次啊？嚟，对林我要来在，特来冷激，你猛激佢哒。我叫马麦基，但佢对林咩事？我系大佬，对林你夹个狗。好啦，唔好再玩。开定海鱼啦，讲翻正经事啦。我哋而家签正经整啲，必须达啲合同呀。嗯，肥佬过嚟，阿麦过嚟，嗯，过嚟。哇，你三日唔执，见到成堆计逆散文字，哎呀，仲食雪糕，仲破产咧。内地啊，时间硬搵食搵食啊，有咩咁唔开心？我真系受住叶梦影，我对你好，唔搵嘢，你呃人出孤寡，唔系林格比赛啦，老头慈善嘅，我点会呃人嘅？我哋真系要包赢先有奖金噶。主要系死啊，俾仔点乜佢都跌土。呢次我唔受你，唔好反对吓。我埋你啫。我哋流浪咗咁耐，大家都好事咁嘅，贏到獎金咧，我就可以反南飛咯。啊，你睇下，再追到個仔就走飛，有乜嚟計？你睇清楚啦，睇住。你老婆喺南飛等緊你翻去，佢好掛住力數，希望你翻嚟之後富天倫，大家好日日生子生仔，日日揾你睇咁過埋下半世，係咪好過癮啫？一夜咁樣一冚，對一乜嚟就個睇法到到。
không có trí tưởng tượng, ăn phân ốc, ý con đi. Thôi được, tôi tham gia thi đấu, tôi nhớ vợ tôi lắm. Chị phải đúng đó. Vậy tức là ăn cơm, đi cầu. Đúng rồi, tôi đi cầu hôi lắm đó. Các vận động viên xin mời lên trường thành tập hợp. Đây là khán giả KK của đài truyền hình BBQ. Chúng tôi đang truyền hình trực tiếp ở trên trường thành trận thi đấu marathon. Từ trên cao nhìn xuống, chúng tôi nhìn thấy vận động viên của các nước đang xếp hàng ở trên trường thành. Cuộc thi này rất là kỳ lạ, không phải đội nào về nhanh nhất là thắng đầu, mà người ta nghiên cứu đến tính kết hợp và tính chuẩn xác, và phải có tinh thần đồng đội cao. Bốn thành viên trong đội cùng về đích sớm nhất mới là thắng. Đặng nữa bất kể ở trái nhà, nghe bùng một cái là chạy. Ôi, không phải bây giờ, nghe tiếng súng bằng một cái là chạy. Những cuối đội chạy, không cần ai mà đẩy thì mình cứ đẩy, bằng là chạy. Quý vị, cuộc thi Phi Việt Trường Thành bắt đầu rồi, xin mọi người chuẩn bị. Ôi trời trời, sao đến trước mà sao là sao thắng được? Đi lên phía trước đi. Khó quá, lên phía trước trước đi. Ê, lên đi. Đừng để tụi nó đẩy mà. Không được chen chân nha, đứng lên phía trước đi. Đâu mất rồi? Sao còn chưa bắn? Tao nói tôi đâu biết đâu. Trễ giờ rồi, đồng hồ chưa tới giờ. Để coi. Đội viên của tôi đâu không? Có thấy các đội viên của tôi đâu không? Ôi trời, còn đứa đó làm gì nữa, chạy đi. Xin lỗi, xin lỗi. Trải qua một lúc lộn xộn, cuộc thi coi như đã bắt đầu. Đội của Mỹ, đội Trung Quốc, đội Trung Quốc, đội Nhật Bản và còn nhiều đội khác nữa. Chúng tôi tạm dừng cuộc báo cáo của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin cho quý vị ở ngay trận đầu tiên. Bên kia, vâng. Lên, vâng. Bên kia. Lão sếp à, tôi đã chuẩn bị hũ chúc hồng bao. Tôi đã chuẩn bị phương pháp đặc biệt để mà bắt gấu mèo rồi. Nó nghe thấy coi. Phương pháp thứ nhất đó là không bao giờ sơ suất, đó là tóm trọn hết. Không sót một tên nào. Bao nhiêu cái lỗ thủng còn nói là không có bỏ sót hả? Ông chủ ơi, tôi còn có cách hàng. Đây chính là pháo gây tê mà tôi đã đặc biệt thiết kế cho ông. Có cần đại pháo to thế không? Cần chứ. Một con gấu mèo ít ra cũng nặng cả 2 tấn. Dữ vậy không? Số không? Đâu ở tòa nhà hải vận của Nhật Bản, Chi Châu Diên, Chúc Tinh Viên, còn nào cũng phải hơn 20 tấn. Có lộn không gì? 9 với 8 hả? Tổng cộng phải bắt được 17 con. Mấy chục con, mấy trăm con kìa. Cộng lại hả? Được có mấy trăm tấn đó. Đừng nói gì nữa. Bắn pháo. Chúng ta bắt gấu mèo, không phải giết gấu mèo biết chưa?
狐狸 call 柴狼，狐狸 call 柴狼，狐狸改衰 ，over over over 噶，呢个大哥大嚟噶，跟你乜啦，大哥大啦，杀佢，杀佢，真系，天花板，杀佢系咪啊？死啦，冇气啦，食咗就黑佢再。点解退晒退影？饮啲花旗参，然后咧将头垂低，就咁孤头冲入个头度。你猫都十五头啦！诶，等阵啦，你阿玉同你讲喎。你暗嗰字冇耐，好紧张啊！紧张啩？咩好啊？佢边度要变样？可以点唱啊？吓，佢长咪黑咁样。阿老，冇搞错啊！讲呢啲老琴可以字打快啲啊！有阵人捉人，冇晒声嘅。我想我已经爱上了他。唔系啊嘛，识完一个女仔爱上人哋，乜鬼咁木钝啊？要讲啊，朝早啊，廿几年咯，仲嗌走我，都惊噶，但系咪谂在十个踢球要多啲？系改啦，你哋试下啦，加佢高头级。喂，你做乜嘢啊？得佢谂住啦，实立啊，又有学样，有你着数啦。你睇条盒啲，喂咩嚟噶？乜嘢啊 ？Brandy Blue V 二入一啊 ，Brandy Blue V 系一种木。trời hay quá ha mọi nước thiên nhiên tôi cũng có đây nè lấy dao đây mau lên có đây giữ chặt nha hay quá có tiền phải đó nước tắm rồi nha trời sao thế này trời chết rồi đừng mà có nước không mau ngủ quá đừng lắc không có lắc được cái cây này đâu. Ôi, nguyên là mấy cái Brandy Blue V. Trời ơi, thì đó không phải là Brandy Blue V mà là keo đó. Cái mông ngông quế lòng mông cái gì nào? Nhìn lòng quá rồi không thấy. Không biết nhìn gì, chẳng hiểu nổi. Tôi nghĩ người thổ này chưa từng soi gương cho nên bây giờ đến đây soi đó, xài hết rồi. Cái gì nữa đó? Cái này là mày gần, tao làm mày nghe. Nè. Chắc là để tôi nói cho nghe. Đi chết bắt được con cá. Chà, con mũi ăn rồi. Hay quá hay quá, đi mắm. À, vậy là cái Phi Châu Thần cùng cái cáo không biết cáo. Trời ơi, không biết ông ta làm cái gì nữa nhỉ? Thấy cái dạng á, chân nhân có ý kìa. Đỉnh nhân cơ mà. Cứ làm cái gì, làm cái gì mà hoài vậy? Chắc cũng không có gì sai đâu. Đừng kêu, cậu kêu chứ. Tôi sợ kêu, chó. Chó gì kỳ vậy, sói đó. Sao lại kinh thành cái này các bạn? Tại sao vậy? Không cần đổ lộ qua không có cản đường nha. Hồ lý thật. Chuyện sao đóng cái gì? Cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi, cứu tôi với. Đừng sợ, mỗi người một tay. Cứu tôi, cứu tôi. Đừng có đá, cầu nguyện đi. Chào đâu. Cô Lai à. Chú Ngô Ngân. Mở cửa cho anh lại nè. Không xảy nè. Ngô Ngân. Gần chú lại nè. Mỗi chú lại chú chú phòng sân. Mỗi chú ý. Lần này cũng có chú hay tôi thích lắm. Để chân gần mừng ngắm thầu. Thấy chưa người ta hay không. Phân hãy đồ quá. Giọng nói nghe cũng hay nữa. Mặc dù kiểu dáng bên ngoài không đẹp. Nhưng mà thực ra là đẹp trai các người đó. Đường nước là quanh quanh quẹo như vậy. Không biết bao giờ đây. Lần này có cơ hội đi chơi. Thế là thích lắm rồi. Chị gì mình có phạm quy không? Đâu có đâu có nhìn thấy đâu. Sợ gì mà phạm quy chứ. Chứ còn gì nữa. Mình chỉ sợ rằng tới điểm cuối cùng phải chờ các đội khác. Suốt 3 năm trời mới tới nơi đó. Anh bạn. Mẹ má là Lục Siêu Phụng à? Mẹ con có phải là Lục Siêu Phụng không? Không, vậy con phải là anh em của tôi. Bởi vì mẹ của tôi là Lục Siêu Phụng. Xin lỗi. Chính Thành Sang. Xin lỗi. Anh có phải là do Trung ương phái tới không? Không. Nhất định là sẵn vậy. Vậy chắc chắn là tỉnh ủy. Không. Hay là... Không phải. Ủy ban phường. Không phải. Tôi là đã địa. Ông không là cái thứ gì mà dám đến đây mở cửa hàng bán đồ. Có biết chỗ này của tôi không? Dẹp ngay. Tới từ trường hỏi thầm. Mày dám đến đây mở cửa hàng. Chết. Kinh qua 10 ngày cái 赛事, các đội bóng đá ngày thi đấu, hôm nay sẽ ở cái trung tuần đêm này các đội sẽ đến trận dừng thứ nhất để nghỉ 2 ngày, thế họ sẽ dùng 2 ngày này để nghỉ ngơi như thế nào, bố trí như thế nào để mà có lại sức lực tiếp tục giành lấy thắng lợi. Là 崇尚自然 cái điểm phản, bộ khí mạnh.
tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Khẩu hiệu gì vậy? Chàng này muốn mình có khẩu hiệu để mà vận động họ. Phải đó, thức uống, đồ quần áo, tất cả mọi thứ còn phải có hình ảnh nữa đó. Và còn có cả đồ chơi nữa. Sao? Tiệm tạp hóa? Không phải đâu, nhìn cho kỹ đi. ABC, BBC, MTV. Nếu như lịch sử về đây đầu tiên đó, có phải là cái chuyện đó là một cuộc bùng nổ lớn không? Không có chi tiền thôi, bởi vì tôi có thể mua được nhiều thứ. Nhưng mà tôi không thể mua được tinh thần thể dục thể thao, mua được những thứ đắt hơn cái đó kìa. Nói chung là trên đời này không có loại người giống như anh đâu. Đừng nói như vậy, loại phụ nữ như cô mới là không đáng. Cái gì chém nói là một lần coi. Sao thế? Cô ngắm nói lại coi. Kìa này này, có vận động viên đang chạy tới rồi kìa. Chứ rồi, không phải là họ chết rồi. Trời ơi, đội Trung Đông. À, Lý Sư. Tổ chức tôi dẫn đầu phải đó, đại học công dẫn đầu. Đại học công, xin mời qua đây. Thắng rồi, thắng rồi. Ngọc, hay quá. Có phải thời gian sao mà hay lắm. Xích xưa có kỷ luật rồi. Phải đó, kỷ luật phạm tội. Còn biết xấu hổ đi qua đây. Thắng rồi. Làm gì vậy? Sao vậy con ai làm gì khóc đi vậy? Đừng có đâu, có các bài mắt không à? Ngô à? Còn đi gì chuyện? Sao sao quay đây, giúp bắt tay đi. Đừng có được không? Các mà bài mắt dễ vô khí quản. Chứ chị thì dễ bị bệnh thực kinh lắm đó biết chưa? Lấy anh hàm phụ nữ không phải thì lúc nào cũng nói là các bạn vô mắt đó mà. Vậy mà cô không hiểu làm sao đeo đuổi được con gái chứ. Chắc là cô hai khẩn trương quá này như vậy đó. Phải đó. Vậy nếu mà mình thua thế nào cũng bị đập vỡ đầu. Đương nhiên rồi. Làm ơn dạy tôi đi. Còn không mau đi về tắm ăn cơm. Câu này là sao hả? Tắm ăn cơm đủ lắm. Kiều nói thì nói, sao miệng câm nhớ nhỉ? Người ta ăn no đi hết trơn rồi. Chị Hinh, để dịch xin sư huynh ăn trước đi. Tôi vừa xin đệ. Chúng ta để cho hai chị tiểu sư đệ ăn trước đi. Thế tôi không khách sáo nha. Sư đệ, các người thật là vô phép quá. Sư huynh, cho họ ăn đi. Sư huynh, chúng tôi đói bụng quá đi. Các người tưởng là chỉ có những người đó bụng sao? Tôi cũng đói vậy. Các vị đại sư, không ngờ các vị thiếu lâm võ tăng lại có hứng thú với miếng đậu hũ như vậy. Bái phục, bái phục. Các người, chạy ta không có đậu hũ ăn. Thái thao cáo đầu. Mà cho ngoài xem, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Trong đất à? Lão sĩ, toàn bộ đã giải quyết xong. Chủ, xong hết rồi. Một ngày chưa bắt được gấu mèo về Hồng Kông thì chưa giải quyết xong. Phải còn đến làm gì nữa? Phải, Thái Bảo, vâng. Phải bốn tên đang chỉ về Trung Đông. Một ngày không đưa được họ về Trung Đông thì đừng có về đây gặp ta. Vâng vâng. Này Thái Bảo, cho dù tới Trung Đông cũng được, cứ về đây gặp tôi. Vâng thưa sếp. Ông chủ, tôi thu xếp có tốt không hả? Thái Đồ. Lão sĩ, lão sĩ, xích dùng, xích dùng. Chủ, xong rồi, xong rồi. Tôi xích không xích dùng. Tôi làm thế này có tốt không vậy? Tôi cũng xích dùng. Tôi cũng biết làm vậy. Chúng ta phải sửa mấy cái bảng tên đường để cho mọi người không có được đi đến cái khu có gấu mèo, tức là chỉ có chúng ta đi thôi, có hiểu chưa? Nếu như có người đến đó thì sao?
Ai đến đó? Phải cầu sự tu. Để cho họ chơi cho cũ. Tất thắng tất thắng. Stand by. Sẵn sàng. Có bảo trọng nha. Nhớ ngoan nghe chưa biết không? Đôi khi lỗi biết không? Phải đó. Về mỗi đứa sẽ được ba cô. Nói gì vậy? Chúc đại chứ. Bye bye. Sẵn sàng. Đi. Bên kia. Bên này. Lên. Trời, nơi này đẹp quá. Dường như ở đây là khu bảo tồn phải không? Bảo tồn cái gì? Cho giữ mạng người thì đúng hơn. Cẩn thận đó. Ủa? Bên kia là gì vậy? Quan tài treo đó. Quan tài treo là sao? Các tiểu dân tộc người ta thường hay treo các quan tài ở trên vách núi đó. Đã có hàng ngàn năm rồi. Ai treo lên đó chị? Đây là câu đố, ngày mai tôi mới trả lời. Vì thanh minh sao người ta đi xuống núi vậy? Cái này cũng là câu đố, ngày mai mới nói. Chừng đó mình có xác không? Đây cũng là câu đố, hỏi chi nhiều quá chị. Đi đi. Được rồi, ngày hôm nay tôi phải mở ra được câu đố này. Làm gì đó? Má. Lúc gần lóc thì thôi thôi thôi, bà đừng mà. Muốn chết hay sao? Muốn trèo cổ cũng không còn ở treo đây mà. Đừng có xuống đó chết người đó. Đừng mà, đừng có chết mà. Này. Cẩn thận. Lít chục. Kéo lên đi, nhanh lên. Lý Sô té xuống dưới rồi. Đó. Chết rồi, mà kéo đi lên đi. Hả? Tiêu. Lý Sô. Lý Sô. Là lỗi tại tôi, đã hại cậu. Lỗi tại tôi. Lỗi ra. Tại tôi. Cô làm tôi mẹ bổ ra. May còn chưa chết. So, tôi không biết. Lisa, xin lỗi. Đi lại cái, nhìn cái này. Lẽ ra người té xuống không phải là cậu mà là tôi. Nói gì sao được? Chúng ta còn có chuyện gì phải làm? Tôi không nói anh nhà Lisa. Thôi bây giờ, tôi hy vọng rằng anh thành gia phú quý. Làm gì? Đi tìm Lisa. Lisa, lần này nó có lỗi với người nữa rồi. Lisa, đi, đi đâu? Đi tìm Lisa. Lúc nào nói rồi, thì phải xuống dưới tìm. Đi lên đây rồi, không chừng y còn lên thì sao? Bây giờ công trình tới đáy rồi, tôi bị điên rồi sao? Ở đây sâu lắm đó, là người mà đi nhanh lên. Không biết Lisa té xuống đây mà chết rồi, chắc chắn là buồn lắm đó. Khỏi đó, tôi làm sao? Đừng nói cho anh nghe. Vì thế là sau này mình không có dám ngẩng đầu làm người rồi. Chỉ theo căn bản thì đây có thật là một câu đố. Phải rồi. Thôi đi, đi tìm Lisa trước. Bà bị tâm kế chạy là thượng sách. Ui, tảng xương rồi. Đi 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 đi. Đừng có lại đây nha. Đi đi đi. Đi đi đi. Ta gầy lắm, chẳng có gì ngon đâu. Chả biết chỗ công hả? Lại cũng không phải. Nhảy hả? Thích thiệt hả?
đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thích thiệt, thích thiệt. Chạy quá, biết lông mèo đó hả? Hay thiệt. Ê, đừng kéo, đừng kéo mà. Đừng mà, đừng mà, sẽ kéo mạnh quá mà. Đừng, 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 đừng. Nhiên Nhiên, đi tụi mấy bỏ chờ anh vậy? Sao người cùng người ta là gì? Tôi là tham gia marathon bị chạy. Tôi tham gia kỳ marathon. Đi đi rồi tự nhiên tôi gặp cái sân nhai và bị té xuống. Không biết tại sao cục đá đã đụng tôi té xuống như này. May là có mấy cái sợi dây thừng này. Còn chúng tôi không chết. Tôi không biết tại sao tôi lại gặp cô nữa. Cô Sơn à, cẩn thận nhé. Đó là Quy Quy, là con của anh Anh. Quy Quy, Quy Quy, còn là cha Quy là Trang Trang, còn bên kia là Linh Linh, sắp 2 tuổi rồi. Gia đình chúng tôi gồm 5 người. Nhà cô thì nuôi gấu mèo, nhà của tôi là anh nuôi gấu à, cọp. Rồi, cá sấu, đếm không hết đâu. Đây là nhà tôi. Đẹp quá hả? Trang Trang à, có khách tới rồi, con chào hỏi. Xin chào nhé bạn. Lỡ sợ. Ngồi đi. Yên quay. Anh ngoan. Ngồi đi. Điểm à, em sao rồi, có sao không vậy? Không sao, may là không có tôi thịt vậy. Quy Quy à, ơi quá. Xin lỗi nha. Xíu xin đi à. Cẩn thận đó. Chào quá. Tôi là Yên Yên này quay. Chỉ có anh là ngoan nhất. Nghe thế à? Đâu tôi xem nào. Vết thương của anh cũng không nặng lắm, nhưng mà chảy quá nhiều máu. Hay là chị đi, tối nay cứ nghỉ đây một đêm. Sáng ngày mai tôi sẽ đưa anh đi tìm các đội của anh. Cô tốt quá. Hôm nào cô đến Châu Phi à, tôi mời cô ăn chiếc chiếc ngon lắm đó. Tôi không hiểu nổi. Có lộn không vậy? Sao rồi? Có tin tức gì không? Họ nói rằng là yên tâm đi. Cuộc thi này có đội bảo an, quốc an của chúng tôi cũng có cảnh sát ở trong khu vực chúng tôi quản lý. Đừng nói là mấy trăm vận động viên, cho dù bắt cóc buôn lậu, giết người phóng hỏa, thậm chí là trong mafia thì cũng nằm trong bàn tay của họ. Nếu người sống không tìm thấy được thì chết cũng mới tìm được cái xác. Vậy làm sao? Tìm người đi lũng xương. Vậy làm sao đi tìm họ đây? Họ nói đã đưa những cái đội chó săn tình oai phong nhất ở trong nước này đi tìm rồi. Trời trời, đội chó này hả? Phải đó. Họ nói đây là đội Liên Hiệp Quốc được coi thường. Thôi đừng trong cái đó, chúng ta tự tìm đi. Ở đây chúng tôi ăn những thứ này thôi, có biết anh có quen không? Tôi thích ăn những thứ này. Ê, xin phạm à. Này ăn cơm đi, ngoan nhé. Mau ngoan đi. Quay Quay, không có được vô phép. Đâu có khách mà sao đi giật vậy? Người muốn ăn nói cho ta nghe, không cần phải giành đâu, làm giúp mình à. Quay quay, người hư như thế chưa đủ hay sao? Mong ngồi xuống đàng hoàng chưa? Quay quay, quay quay, quay quay, quay quay. Xin lỗi nha, xin đừng trách nó. Tôi là xấu giờ giao đi bạc yểm sinh, đang ngồi bao đi. Tôi à, giỏi nhất là dạy mấy đứa hư để tôi dạy giùm cho. Là giờ đã hiện rồi. Thôi thôi, có đồ ăn rồi đây này. Ăn đi ăn đi. Quay quay đi, tôi có ăn nha. Muốn ăn thì nói cho tôi nghe, tôi sẽ cho người ăn mà, phải không? Quan trọng nhất là phải ngoan biết chưa? Không ngờ hai người họ lại hợp nhau quá hả? Anh ngủ đi. Ăn no rồi đi ngủ, không được hư nữa biết chưa? Phan à, ngủ đi. Chúng ta
咁嘈嘅咧？实戇戇添。啊哈！细个喺度食早餐嘛。啊，我会等你，我等下。sao không bắt được tôi biết gì? Các người có kiếm tử không? Trời đừng có lo chơi nữa mà trả lời tôi đi chứ. Cô nói là hôm nay giúp tôi tìm các bạn của tôi mà. Cái trang giúp tôi hả? Đỡ này. Xin lỗi nha. Tôi không ngờ cái bản tiếp chậm như thế. Tôi đủ rồi đừng có chơi nữa mà. Các người hậu cầm chi không phải xuyên cáo tới đây hù lì tàn đồ cầm nhau là không đúng. Các người hả? Phá cái chỗ ở của Kim Chi như vậy là không có tốt đâu. Tôi giấu hết cái chỗ này mới được. Phải lùng tùng bắt tôi phải dọn dẹp thiệt là chẳng có làm sao cả. Đáng nữa Kim Chi về tới nơi là các người chết. Trời ơi, hãy tôi hả? Lại còn cười nữa à? Phải chọn một bài hát mới được. Xin lỗi nha, tôi nhầm lẫn thôi. Tôi không đánh bạn đâu, tôi chỉ muốn cho họ một bài học thôi. Trời trời, nói mãi không nghe tôi không. Nghịch quá, ta không sợ đâu. Chết rồi, làm lộn xộn quá rồi. Tôi không được, phải nhập banh lại mới được. Thôi thôi, đừng có chua thế mà. Tôi mà các người làm gì vậy? Trời ơi, làm cái mặt mày của tôi dính thế này rồi. Này đi, đừng có bận sò nữa. Đừng có làm bộ nữa. Quan trọng cái địa phương. Quét sạch sẽ nhà cửa biết chưa? Xin lỗi nha. Đi chửi tôi không phải là tại tôi đâu. Hay là để tôi đưa anh đi tìm cách của anh. Để anh tiếp tục tham gia thi đấu marathon được không? Thế gửi. Coi đó kìa. Tôi cũng được vậy. Hay quá ta. Trời đừng có đạp xe của tôi mà. Cẩn thận đó. Lịch số à? Lịch số kìa. Bên ở đâu? Có đúng không? Bên đó đó. Tôi thấy đâu? Sương mù che rồi. Thôi đại ca đừng có đùa tôi. Trời ơi, trời ơi, cái lỗ có vậy? Đừng ôm thiệt mà. Tôi nhìn thấy thiệt là Lịch số đó. Biết quảng cảnh này thế nào không? Tôi nhìn thấy Lịch số thiệt mà. Có muốn đánh nhau không hả? Chứ còn gì nữa? Lisa, xin lỗi nha Lisa. Cái hại bạn như vậy Lisa. Xin lỗi nha. Lẽ ra tôi không có nên đi giải câu đố này. Tôi biết tôi có lỗi rồi. Tôi sẽ đưa anh về châu Phi để chôn cất anh. Chuyện gì vậy? Sắc khô. Ừ, nặng quá vậy. Sắc khô mà. Ê, chơi chơi chơi. Quỷ bắt giò. Niệm kinh đi. Niệm kinh đi. Tôi đâu có biết đâu. Đừng nắm chân tôi. Gấu mèo, gấu mèo. Đừng sợ. Lexo. Ta lâu không gặp rồi. Đánh tôi đi, đánh tôi đi. Trời sao mạnh quá chị. Lexo. Ôi may quá. Thì đó là bạn đó hả? Gặp lại bạn thì tôi tốt quá đi. Anh không khỏe hả? Tên tôi là Kim Tử.
陪陣啊，是女呀。我初戀啦，會都腰靚咗。乜頭乜攬咗去邊啊？一係你啦，都話佢邊度做？咁大個噶嘛？日日嗰塊地冇佢一奶都就得都知。你諗收邊個咧？大路一條。掂你仲撚嘛？女頭女腳，應啲應啲。做咩啫？林志斌，車啦，冇講咁多嘢啦。想射你，要你想射你。我車去邊啊？呢度。路行小路啊。你仲有？你搞咩嘅？không biết làm trò gì nữa đường lớn không đi đi đường nhỏ ngọc quá không dùng đồ ốc sao được đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn nhiều này anh mập à đường nhỏ đi bằng chân đường xe lớn thì đi bằng xe đường đi thế nào à đúng là ngồi xe hay hơn ê này 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 anh mập à xe đằng kia kia chẳng nó đi ê dừng lại bắt bị lo xài tàu thêm thì lấy mất hết đồ của mình rồi phải lương thực mất xe cũng mất bị dính vui chưa thư giãn chút khỏi mang tôi bị dính giọng có súng à đúng rồi đi săn không tốt không phải đâu à bắn chết anh cho rồi đó cô chỉ tới đi thẳng đường này cứ đi thẳng ngoài ra khỏi cánh rừng lớn đằng kia thì sẽ nhìn thấy con đường thi marathon cảm ơn nhé tạm biệt Bye bye. Chờ tôi nhé, tôi sẽ quay lại tìm cô đó. Đi đi. Ở dưới đường còn nhiều người đẹp lắm đó. Không có đâu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sao mà là gì? Bạn đi rồi, buồn quá hả? Không bao lâu nữa họ sẽ đến thăm mình mà. Trời ơi, đi đắp lắc lại, dễ thương ghê chưa? Đừng ôm nữa. Mình cũng đâu có định xa họ đâu. My darling panda. Ôi cưng ơi, gấu mèo cưng của ta. Anh anh. Sao vậy anh? Đi đi. Các người sao bắt gấu mèo của tôi vậy? Tại tôi chăng? Chuyện gì đó? Mày lên lôi cầm chìa là cứu mạng đâu? Là cô Kim Tử đó. Kim Tử hả? Thả chị xuống đây nhanh lên. Thả tôi cho. Mà đi được cột lên cho tôi chứ. À đúng rồi. Mà sao bây giờ giữ chặt đi. Mở lên mở lên.几多件啊？我冇谂住打，朋友嚟噶嘛，大家朋友嘛，今日对人好猛啊！呀，劈拳、小跳、四八四、闪电拳击拳。喂，你哋系咪兄弟先？
小心。一张，喂，揿住啊！你一张，我又一张，揿住嗰边。唔可以爆木特，讲女。你一张，咩？呢木特。出嚟啦！老友，使唔使膊拖？阿爸，我讲一嚿，佢知。Người cũng giúp lục sầu. Ném cái gì mà đắt luôn. À, cái nhặt đó lên. Ném qua được rồi. Nhưng mà ta ném qua, ngươi không sợ đau hả? Không sợ. Vậy tôi không có sáu rồi nha. Chết chưa? Ôi sao tự nhiên nắm mông tôi vậy? Kịp tôi giúp tôi, tránh cho này cản trở tôi. Không phải đâu, bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông mà. Anh này có biết chỗ không? Tin tôi đi mà. Được chưa, tôi đã nói là được rồi. Đi mau. Được cái gì? Đánh chết cái thằng đi. Đi mau. Trời ơi, chết rồi. Ám khí, điên rồi. Kinh quá vậy, dàn xảo thiệt, xài ám khí. Dùng ám khí cũng không ngăn cản được tôi đâu. Còn đuổi theo nữa, đạp chết các người, đi về nhà ngủ đi chưa? Trang cấp rồi. Tình cho đen này cản trở ta. Được rồi, ta cho người biết tài nghệ của ta. Còn nữa, truyền phong cướp đây. Tại sao các người không giữ chặt nó? Buông tay. Này, là Lý Sô mà. Ôi, là Lý Sô. Sô, Sô dậy đi, dậy đi. Kiều mãi không có lên tiếng dậy. Dậy đi, dậy mau. Trời ơi,
chẳng lẽ chết rồi hả? Trời ơi, nhìn cái mặt cô cứ biết đứng đoán mặt rồi. Ta đánh người, đánh người cái đầu tiểu nhân. Mày xui à? Ai ai đấy? Ôi mà. Ta coi là ma đâu? Ta là Chita đây mà. Qua đây, qua đây đi. Cứ quên ta rồi hả? Trước đây ở châu Phi. Tôi đã từng gặp anh ở Thái Sơn. À, thì ra là như vậy. Tôi là người chết rồi. Nói vậy, người chết là Thái Sơn. Không phải là tôi đâu. Ông nhận làm tin rồi. Lâu quá không gặp, khỏe không? Tôi đi lạc đó, tham gia cuộc vận động. Bây giờ lạc hết các bạn rồi, có biết sắp chết thế nào? Trời ơi, xui xẻo thế. Không chừng bị sư bắn phải không? Không phải đâu, thì marathon. Thiên hạ thái bình đó, hơi đâu mà phải đến chuyện này. Nếu nãy giờ khát nước quá, có nước uống không? Muốn uống nước là dễ thôi. Để tôi đi lấy. Bây giờ làm đại ca quá ha, oai phong thiệt. Cũng là nhà anh em nể mặt thôi. Bây giờ đã biến thành con trọng rồi. Trước đây mọi người gọi ngươi là con sầu. Ở đây có sơn, có thủy, lại còn có đệ tử để sai vặt nữa. Cảm ơn anh bạn nha. Tên gì vậy? Nói thiệt nha, sao mà anh lại thất lạc với các bạn của mình chi? Cuộc chuyện này dài lắm. Dùng cây che hết cái xe này, đừng ở đây cho người ta nhìn thấy hấu mèo. Ông chủ xong hết rồi. Thế thì chẳng ra thể thống gì với báo cảnh sát bắt y. Đúng là nơi nào có luật lệ đó. Nhưng mà bây giờ chỉ có người giàu mới thắng thôi. Bây giờ cái áo tôi cũng không có. Tôi và đi kia họ không ai nhìn tôi đâu. Chúng ta là đồng hương, thế nào tôi cũng giúp ông. Ê, đi đâu? Giúp bằng cách nào? Các bạn của tôi xem này. Chả còn của họ kinh lắm đó. Họ dữ quá. Những nền này không đấu lại đâu. Thế thì phải tìm người khác. Nếu mà nó dữ hả? Thì bọn này dữ đó, được không? Tụi nó có súng. Có súng xong lên tiếng trước. Trời. Có súng thì chọn cáo đen. Cáo đen được không? Cái đen dường như cũng được. Tìm cái loại nào mà chạy chạy có thể chịu được súng. Ta, tôi có cách rồi. Vội đi, có thể chịu đựng được súng máy. À, được. Nhưng mà con voi thì dường như nó hiền quá. Không bị dữ. Dữ hả? Dữ thì tìm mà con trùng lớn. Trùng có giúp được sao? Trùng tức là hổ đó. Thì ra là hổ à. Được, tốt lắm đó. Thôi được rồi, để tôi cứ tôi giúp anh thì không cần phải lo. Được rồi, thật phiền quá. Không sao, chúng ta là bạn. Tôi không có tiền, chúng ta là bạn thân mà. Giữ chặt, giữ chặt. Ôi, cá hổ chạy mau. Có cả voi nữa, chết rồi. Không phải lo tại tôi đâu, đừng bắt tôi đâu. Tôi nhớ ra rồi. Đừng mau. Tôi cứ chui lên mà. Giỏi lắm. Thế giới có người xúc phạm tôi. Ai à
咬死你！咬你唔死，掟死！梗系咁准，舐中佢准，仲炸死？Lần này có bản lĩnh thì lên đây đi. Không có lẽ à? Không lên được hả? Lại đó, sao lại lên đây, lên đây đi, lên đây đi mà. Tại nó ngu rồi mà, ngu thiệt mà. Có bản lĩnh thì lên đây. Này đừng có tông, đừng có tông nữa. Còn tông nữa hả? Dừng lại đi, dừng lại đi. Đây đây đây, không sao không sao, còn chịu được. Không sao, ôi, không sao không sao. Chết rồi. Này, mau lại đây. Ôi, tôi không nhìn thấy gì cả, đừng có tạt cát qua đây mà. Đừng mà. Dừng đi. Đừng mà. Ôi à, tai họa truyền sinh luôn. Chúng làm gì à? Phải lên xe chạy ra. Làm gì? Mà lên xe chạy thôi. Nguyên lai đây có 3 điều yếu. Lịch sử, bạn đi đi. Đăng ngô lại. Hoàng Phi Hùng. Đại Sơn, Hoàng Phi Hùng. 3 người một chơi lại lô, không xử lô. Ba người cùng lên đi. Không còn phải suy nghĩ đâu, lên một lượt đi. Lên. Vô ảnh cướp nè. Vô ảnh cướp thủ. Đừng đánh nữa. Cảm ơn nha ngoan. Rồi. Cảm ơn người nha, người cực quá rồi, ta đi trước đây. Cảm ơn mạnh nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại nha. Chị ta xong rồi. Cảm ơn các anh em của cậu. Đúng là tốt quá. Cảm kích vô cùng. Này cậu có hứng thú không? Chúng ta cùng nhau đưa gấu mèo đi. À tìm được rồi. Chị ta đi xuống xe. Chị ta lên xe đi. Chị qua để tôi lái cho. Không biết lái à? Đương nhiên là biết rồi. Ngồi đàng hoàng nha. Tôi lái đàng hoàng đó. Nhanh thì chỗ ít thôi. An toàn là đầu tiên. Chạy đi. Trời đừng có lùi lại. Sao hả? Tôi thử coi xe có giống nhất không đã. Không giống nhất đâu có được. Đừng có lùi lại. Đừng. Cẩn thận. Dừng xe. Làm tôi quá thòng quá. Chỉ lùi lại không mà. Trời ơi, kỹ thuật này giỏi lắm đó. Đây, ông có biết lái đâu, để tôi. Hay chứ. Nhìn đây nha.
Số 1. Ê, coi chừng, đừng chạy nhanh quá mà. Ông mập đó đánh tôi một phát cực mạnh, thế là tôi ngất luôn. Tôi đụng vô cái gốc cây, bốn cái chân á, giơ lên trên trời với thầy. May là tôi gặp lại á, đồng hương của tôi, đó là Tinh Tinh Chi Tà. Tôi nói tôi khát nước quá, y nhìn thấy tôi á hả? Y là thế này nè, anh em của y hả? Bà ai tới, mang nước cho tôi uống. Y còn kêu chung chó nhỏ đi lấy thùng nước đấy nữa chứ. Thế con chó nhỏ quô quô vài tiếng thì nào là gấu đen nè, hổ nè, voi điều tra hết. Mày nói như vậy cái đó mà đầu nà đang hẹn hò với lại Kentucky đó. Cái gì không hiểu, nói từ nãy giờ thì ra bạn gái của y là Tinh Tinh. Nếu anh bị ớn máu, máu không ớn sao dùng để làm gì? Thế là tôi chiến thắng. Chị ta lúc đó lại hét lên, thế là lái xe đưa tôi và anh về đây. Hay quá, hay quá. Lịch sử gia đình của anh thật là oai phong quá. Phải đó, anh thật là có khả năng tưởng tượng quá nhỉ. Voi thì dẫn bình. Sao anh không nói cha của anh là Lê Minh, mẹ là Vương Tinh đi. Anh mập ơi, trái này trái gì vậy? Trái gì, có ăn này ăn đi. Ăn một hồi sao tôi buồn nôn quá. Thế thì phải ăn nhiều, nếu không mà muốn nôn cũng chẳng cái gì để mà nôn đó. Phụ nữ có ăn là cười. Không phải đâu. Tôi thấy cái mặt anh ăn đồ giống như con lợn vậy đó. Cái gì? Tôi còn cảm thấy đúng là tôi ăn đồ hơi giống con lợn thiệt. Miếng xối quá hả? Không phải. Ít khi đánh trà. Nó mấy chục lần, bây giờ lộn rộn rồi. Còn tôi thì tào tháo rượt mấy chục lần cũng muốn chết đi này. Ý, anh Mọc có nhìn thấy không? Bốn tên siêu nhân hả? Người thổ đó. Thổ nhân mấy ai thật người hả? Gì chết chắc rồi. Đại hạt chết cứng. Nhưng mà không sao, có anh ở đây mà. Anh mập quá, ăn thì ăn qua hàng trước. Ngọc quá. Bốn người ăn tôi, ăn đâu có hết. Muốn ăn cũng ăn cô trước đó. Vì sao? Bình tĩnh đi. Tôi qua bên đó hỏi thăm họ trước đã. Anh mập hay quá hả? Anh nói cái gì với họ mà họ gật đầu đi gì? Chẳng biết đâu, nói đại vài câu thôi, tôi phải về trả từ điểm mới được. Anh mập ơi, nhìn như họ trả từ điểm xong rồi phải không? Các bạn đừng ăn tôi đi, tôi mập quá, nhiều dầu lắm. Ăn tôi vào hả, thế nào các người cũng bị tiêu chảy đó. Chưa đâu có ngon đâu, đừng ăn. Trời, thêm lá bạc hà vô hả? Trời, ăn người kiểu vậy đó hả?
估唔到我一生就咁就玩。今日格局嚟，对天下丢了奖牌，对着等你的解脱，就等你骄傲，就等你得病，就等骨头。sau khi đó cha mẹ của tôi thế nào cũng sẽ nói này nói kia cho mình hay là tìm cách làm lại từ đầu có phải hay hơn không? Nếu như tôi được làm lại từ đầu, tôi sẽ mang giày cao gót, tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ mặc áo cưới, tôi sẽ mặc áo cưới thật là hở vai, sinh con trai tên Handsome, con gái tên là Pretty. Anh bà bạn, con anh, anh thấy sao? Đang làm gì đầu tiên đi vậy cô à? Đương nhiên là không ăn những cái thứ trái lúc nãy đúng là đẹp lắm. Có ai có ai? Ý thủy ở giữa lúc mặt trời thì hay phải không? Giữa đường chúng tôi xảy ra chút chuyện cũng nhờ cô Kim Tử cứu chúng tôi. Hơn nữa cô ấy là thần y của khu sân khu đây. Còn nói nữa, quý vị ăn cái trái đó có độc. Những người bạn có độc long tộc đã được quý vị đến để cho chúng tôi cứu đó. Ngâm lâu chưa được chưa? Chưa được, phải 20 phút. Như vậy mới có thể ép hết chất độc ra ngoài. Trời ơi, thêm 20 phút là chất chính luôn đó. Cô à, nếu mà cô đẹp dài, thì nhớ định sẽ mua cái áo cưới cho cô. Nói tới áo cưới thì phải nói tới con trai lớn của cô họ ai là Handsome. Không được nói ai gì đó. Lý số đâu? Kìa, đâu? Đó. Dạ rồi mà cậu vẽ trên tường nữa, thật là giống như con nít vậy. Để tôi nói nha, đây là tâm sự của Lisso. Em bị người ta đánh nằm ở đây cho nên quyết định á. Thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, tập luyện võ công thì không sợ bị ta đánh nữa. Tối ngày cứ nghĩ đánh, đơn giản lắm. Lisso đói quá, nằm ở đây trong lòng muốn chiên cái trứng ốc lạc. Ăn không đủ á, ăn thêm nữa cái bánh. Sai rồi. Lisso là người thổ, cô đơn nữa đem buồn quá. Chẳng cái gì để giải trí. Cho nên khi mà có ánh trăng một mình đi nằm ở đây, giang hai chân ra, chờ người tình của y tới. Này, thế cái này là cái gì? Nồi nấu tinh tinh. Ai cha. Phong xin minh việt quang là gì si tì sàng sàng, cử thầu mong minh việt là tay thầu si cụ hương, lịch sôi si hương chinh à. Thực ra Lisso bây giờ đang nhớ quê hương thôi. Lisso cầm lấy. Thôi đừng nghi ngờ nhiều nữa, đi qua đây đi. Đúng là chỉ quan điểm tôi nhất thôi. Người thổ mà cũng nhớ nhà nữa à? Người kỳ thị thế. Người thổ không phải người sao? Người thực vật mới không phải là người đó. Người thực vật là người, chỉ là nằm đó không nhúc nhích thôi. Chỉ kỳ thì nói bậy nữa rồi. Lưu Tường Nhân mới không phải là người. Lương Nhân Nhân mới thật không phải là người đó. Và thấy sự hy sinh vô ích của các người, tôi rất tiếc. Nhưng mà máu của các người không trả một cách vô ích đâu. Tôi sẽ hiểu pháp, tư tưởng của Mao Trạch Đông, cách mạng chưa thành công. Thì anh em phải cố gắng. Câu nói này dường như là Tôn Trung Sơn mà. Mao Trạch Đông nói Tôn Trung Sơn nghe lớn thôi. Billy, vâng ông chủ có chuyện gì? Ở trong đó đông người lắm, làm cách nào có thể trộm được gấu mèo? Có cách. Chưa nghĩ ra nó có cách rồi. Nhưng mà đúng là có cách mà. Để xem các người có chịu đựng nổi ta phong quần hàm tiếu ba cái. Đúng là nụ cười của ông có thể hóa cốt làm cho người ta bị mê đó. Đúng rồi. Xong chưa đó? Xong rồi. Ôi cha, mỏi chân quá. Chạy máu, chạy máu. Sao rồi? Ông chủ, lần này chúng ta nhất định không thất thủ nữa đâu. Buồn quá đi à. Có người đi mau. Đây khó tìm lắm. Đây khó tìm lắm. Xin lỗi nha, lại làm phiền quý vị. Ở đây nè,
cô tự vào đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì. Một, hai, ba đèn, xanh đèn đỏ. Ui, cho có người gian quá đi. Mở cửa. Tìm ai đó? Xin hỏi, ô Ngọc. Xem đến đây vậy? Tìm anh cực quá đi. Cảnh sát khu vực đưa em đến đây, khó tìm quá, anh không sao chứ? Chết chết nữa, chết mấy lần rồi. Cũng nhờ có lấy xô. Ngọc, tôi chưa chết nè, lấy xô. Quên anh hai rồi phải không? Anh hai, anh không sao chứ? Hữu xong rồi, hữu xỉm á. Bộ mua anh có sợ lắm hả? Đâu có đâu. Đại hội đã thay đổi điểm thi rồi. Em đem bản đồ đến đây. Còn thi cái nỗi gì nữa, bỏ cuộc đi. Ây, điểm đích gần hơn, cách đây khoảng 200 dặm thôi. Thế thì các đội khác đã gần hơn mình rồi phải không? Đại hội chưa nào tập hợp lại các vận động viên. Đêm qua, chưa nào lại xuất phát. Trưa hôm nay, chúng ta không chừng có cơ hội. Đâu, xem nào. Xem cái nỗi gì. Chưa phải tìm được đường tắt. Để tôi giúp cho. Nè, nếu quý vị đi theo con đường này, đừng có đi theo con đường thi marathon mà đi đường nhỏ. Quý vị gặp lại đại đội ở ngay trạm này thì có thể tiết kiệm được mấy đồng hồ. Được đó, không được. Thế thì chơi bịp rồi. Thôi, như thế thì vi phạm tinh thần thể dục thể thao. Vì một chút tiền thưởng, chúng ta phải chơi như vậy thôi. Một mình cô không đồng ý thôi nha. Chúng ta quyết định thiểu số với một cửa đa số. Các người thấy sao? Chơi bịp. Em cũng vậy, tôi cũng đồng ý luôn. Có nhiều lúc thì chơi bộ phát tiên cũng không có gì quá đáng đâu. Không quá đáng thì chơi. Được. Muốn chơi thì xuất phát ngay. Không cần phải làm như vậy. Cứ ngủ sáng là mai dậy sớm. Đi. Trời ơi, lại thất bại rồi. Billy có cách nào nữa không? Ông chủ, nếu chúng ta tấn công bề mặt không được, hay là chúng ta đào địa đạo để ăn trộm còn gấu mèo ra thì không còn ai biết. Cái này hay đó, đúng là không ai biết. Nhưng mà ông chủ, kế hoạch này ít ra phải đào tới 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ là trời sáng rồi. Thì cũng tốt vậy. Đồ ngốc. Nè, đồ ngốc, dùng đầu óc đi. Mặt trời ra thì coi như là không có trời sáng. Mặt trời không ra, làm sao để mặt trời được ra đây? Gọi mấy nhắn tin kêu ổng đừng có ra. Đồ khốn kiếp, gọi là không trả lời sao? Chưa gọi làm sao biết không trả lời? Gọi càng không trả lời thì ta gọi cho nổ máy. Đến lượt người đào đi. Đến lượt người đào đó, nghe lên. Đến lượt đi. Trời ơi, đau quá. Thiên con lắm à. Trời sáng rồi. Wow. Vậy thôi, trời sáng rồi. Mau mau đi chơi bịp thôi. Trời sáng rồi. Đâu xem nào. Mới ngủ thôi mà. Trời còn tối mà. Kỳ lạ. Theo cảm giác tôi lẽ ra là phải trời sáng lâu rồi. Thế à? Sao kỳ vậy? Vậy đi, xuất phát, xuất phát. Nè, đồ của tôi nhặt xong chưa? Anh tự dọn đi. Anh làm anh hai lười biếng quá vậy. Ăn đồ đi. Phì lỗ à, phải đi gọi lại sếp phán đó. Mau ăn cơm đi. Không xin, tôi xử lý à. Không ăn cái chừng bị gầy đó nha. Phải ráng ăn rồi hẳn coi. Ăn. Bình thường lăn là tôi nghĩ. Ngày thường làm những nghiêm chỉnh như vậy thì ra là cô ta bắt đầu động lòng rồi. Ngọc.
乜啫？手，你二得？边个？你点？二得？吓，后生细仔做埋啲咁卑鄙嘅行为，对个姐男主方乱死堆，历代嘅声誉，就话收海就买廿个钟吧，简直系十三亿中嘅中华嘅中大，系啦，拉佢打靶。快啦，落去你小品，你头你今日嚟埋啲早餐，我哋出发啦。阿生就你出发，食早餐啦。阿生猫，金子，诶，兼队，早餐啦。佢话我生，我喂埋啲熊猫先啦。你讲佢做咩？讲佢咪硬猪？诶，我啲熊猫啊！你讲狗咪又佢对到来？喂，攞咗个嘢攞出嚟救我！诶，女仔度嚟啊，莫讲话啲，莫快女仔度。对对对，熊猫啊！咁乱流乱含，你硬急狗咪又佢对，讲咁咪你听。连我哋今日就摸住佢哋出啲。最省乜嘢？唔怪得个天唔光啦。系只就咁省，讲句嚟正嘅啲嚟嚟，嗱冇回曲，点解难得？你熟，你听猫。终于得到手啦！嗰个咪喺度再，你同佢生仔，但系佢肾脏一下啦，一意食个意呕。点啊？我收到嗰边有啲熊猫味喎，大佬，对对，我哋嘅妹咩讲讲味有变结结啊？喂，收到熊猫味啊！你收到再。ôi chân cha, nhường ra, đừng nhường đường, nhường đường. Tôi nhanh, tôi chạy nhanh. Tôi nhanh nhất, tôi nhanh nhất. Tôi chạy nhanh, tôi chạy rất nhanh. Tôi nhanh nhất, tôi chạy nhanh nhất mà. Phi lão à, nhanh đi nè. Anh lập nhanh lên đi. Tới liền. Chờ tôi với.chạy ra chạy ra chú tôi qua đi, có không phải là dùng hòa thảo đang nghĩ gì à? Trời ơi, như thế này lâu quá, cái chuyện nào xong vượt qua đi, vâng vâng vâng, quay lại chưa đập mình, quay lại mới đập mới xong, biết đập mình rồi, đi nữa không à? Không nói không nói, chịu hết nổi rồi, chịu biết thì người nào cấm tôi, hay là cái này cho tôi ngồi, này kia kia, mau đi mau đi, kia kia, chú tôi xuống trước nha.Thôi mặc kệ anh hả? Anh hai dậy mau đi. Cản đường nữa hả? Tổng trời chết đi. Điên trời. Chúng ta đến để bắt cấu mèo đâu phải lấy mạng người ta đâu. Chuyện đâu khác gì cũng làm được cái sao? Lùi lại. Nghe lại tất cả lùi lại. Mau lên mau lên. Dừng xe à? Dừng xe dừng xe.Đừng để họ đi. Ông chủ làm sao bây giờ? Mọi người này ăn cắp chú mèo của tôi đó. Vô lý thật. Quốc bảo mà cũng dám ăn cắp hả? Cái đám hòa thượng này, rượu thưởng không uống rượu phạt. Người nào dám lấy gấu mèo của tôi thì tôi bắn ngay. Để cho các người đây nằm nghỉ đó. Chúng ta có thiết y sạc. Bạn suy thẳng.强奸咗我哋嘅体育精神，我今次又唔要奖牌，都要救翻啲熊猫噶啦。即如果攞野兔，我咪高到狗命。快啲，攞百万攞唔到，我同佢搏命。俾到野兔咁少，因为二目主百万嘅低调猛。剑子系由狗命，调啦恩人姑问姑问，专业猛咁耐调噶。我唔系唔关啦，咁你咁，阿狗系啦，我而家咧讲有心。正，好味啊！对，买住，唔该，静静，翻奶啦，冇整啦，你数，借掉啦。嗯，十八掌，超级杀人，野狼头品种，我哋一个大公棍，都话唔使帮手啦。但奶公棍一来，唔好啊，唔够时间。点应？安安，我呀。Để ta đưa người về nhà nha, đừng sợ. Dừng xe, dừng xe. Bị nó xoay sang bị chỗ à?
Này này này, tụi nó chạy rồi kìa. Thằng ma không có cứu được, rút mèo thì mọi người chết hết. Sao còn nói gì nữa, mau đuổi theo, nhanh lên. Anh Mập, sao bây giờ anh giữ cái gì? Nam nhi vì quốc gia, chúng ta cũng phải giúp một tay chứ. Anh à, đừng có lắc qua lắc lại có được không? Tránh ra, tránh ra. Nào tránh ra đi. Cái lộn không vậy, lấy xem cái gì đó. Coi chừng nha, ta dở xương đi á. Coi chừng. Nhanh lên ta đấy hả? Phạt thôi, phạt thôi. Ôi cưng ơi, chúng ta đã gặp nhau rồi, vui mừng quá đi. Lo mà. Tốt quá, tốt quá. Hai bạn, cái cháu là lấy xô rồi. Kéo lấy ra đi, nhanh lên. Lấy xô, anh đâu? Cái tên cướp kiếp kìa, cướp mất con gấu, mau đuổi theo. Nhanh lên
吓咁曳噶，你又扭计？再去关佢另一啲啊！唔好玩啦，你我哋赶住，令到即刻咁嚟赶到啲猫。叔和猫到终点站，你快走！系啊，我哋赶住去表演。好等狗命，你哋表演，佢而家就一度大，你叫狗命嚟拎你啲，快啲，你狗命嚟先，嚟嚟嚟嚟。咁啊咁啊，我哋出演啫。系啊，唔该唔该，哎呀，好耐。咁啊咁啊，还还，咁啊咁啊。唔该唔该，今日今日，唔该唔该唔该，再见再见，特别特别，过来过来。这个就能认得哈，有关人在的。Come sit up. Sai sai, tôi đi tâm kế. Ôi, thật là phí sức của tôi rồi. No, bị tao bắt thêm mà. Các ngươi làm như vậy, chơi một chút cũng được sao? Billy, Billy, tụi bay cũng ở đây hả? Wow, Trang, đội nào thắng vậy? Lão này tính ra làm được một chuyện tốt, cảm giác thế nào? Nói chung, cảm giác chiến thắng và cảm giác có tiền hay thật đó. Vậy chúng ta nên lấy tiền này để đi quyên cho mấy người nghèo đi. Phải quyên 10 đồng, đâu có đâu. Tôi nói là quyên hết 1 triệu luôn đó. Ngốc quá chị, 20 đồng được rồi. Tốt chút lòng là được rồi. Quyên 100 đi. Này, tôi nên có kế hoạch gì? Kế hoạch là sinh con. Anh Hoa, giúp quý vị một tay. Nói bậy à? Kim Chi, Kim Tử. Em chuẩn bị viết một tiểu thuyết. À được rồi, đem đó cho coi. Tiểu thuyết, trinh thám phải không? Không phải. Văn nghệ, không phải. Tiểu thuyết tình yêu. Thế à? Chuyện hành chúng ta không nói gì đâu. Trả lại đây. Nè nè nè, có được không? Đã triệu bạc. Nếu mà lấy có một chút gì làm sao mà sắp nuôi cô đàn lại? Anh đi về Nam Phi đi. Người không có tiền không có, về Nam Phi đi mất mặt quá. Vậy hả? Ở đây có nhiều cô lắm, chọn lại một cô đi. Thế chọn cưng được không?